chiều vào. Nó chỉ nhìn thôi, không? Nó nhìn gì vậy? Đừng nghe để ba chủ cái giật cái đứt cái đồ hư nó là cung đi giật nó đứt mình cứ giật ra để đẹp cô giật nó bị hấp chụp mà là cứ nhí nhố nhí nhố. Con đeo để cổ đi đẹp, vừa mua xong lại tháo ra làm gì? Tóc bẩn này. Đây được rồi, miệng cũng bẩn này. Ban ngày thì nhìn thấy. Mắt thì nhìn thấy ở đây đâu, nhìn thấy gì đâu. À, but it's easy. It's not easy. I know. Phúc rồi. Hắn sẽ cứ dền nhá. Phúc rồi. Anh em mặc áo đi, mặc áo đi. Yeah. Ừ, cũng một đứa đi, đứa ở lại, mặc áo vào. Rồi, cheese và cheese. 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 Okay. Okay. Dạ, nó hấu rồi, mỏ lên đi làm. Dạ. Thế, đứng, bao giờ cũng phải nhìn mama đi theo chứ à? Ừ, cái đấy em bỏ lên trên, kéo kéo lên. Lấy vé ra, à, túi. Này. Cái khu gì nè. Nè. Làm gì á? Nãy giờ có chụp hình nè na. Có kia không coi à? Thế vậy? Giờ đang tiếp nè na à. Cái đây coi. Mày vô ăn tiếp đi. Đại xuất ăn cho mày coi. Cô cầm chả ăn đi. Nhanh. Cầm chả ăn nè. Nhai đúng rồi, không có ngậm nha. Ui.
Con để rừng cái vỏ này. Cầm ăn đi na. Hui, mày tắt tivi nha. Thức ăn ừ, ăn trả đi. Ăn trả đi, ăn trả. Ừ, cầm ăn. Nó thấy chưa gớt, thấy chưa lụm lên. Ngon không? Ngon không nè? Ngon. Anh đang nói chuyện với bà nội đi, hỏi đi. Bà nội ăn cơm chưa? Nói đi, bà nội. Bà nội ăn cơm chưa? Làm gì á? Cười nhìn đây coi. Đi vô. Đâu hả? Đi đâu? Đi đâu? Nhìn nè, nhìn lên. Nhìn lên. Đâu hả? Ừ? Đi đâu? Nhìn nói mẹ đi đâu? Chị tự rồi, mẹ đẻ mà đẻ nữa. Thôi, chưa là từ từ. Vô đây na, vô đây coi tivi. Thường thường tối mấy giờ mày mới đi ngủ? Mấy giờ mày đi ngủ? Mày đó buồn mệt giờ, từ sao ngủ rồi ngủ. À, buồn ngủ rồi đi ngủ. Mẹ thấy mệt lắm. À. Không cho nào ăn đi con. Anh ơi, vô đây ăn tiếp nè, anh ơi. Về cho Lâm coi. Tại vì tháng 6 là tháng hè nhé mắt lắm. Mẹ đi tháng khác thì không sao, chứ mà tháng 6 tháng hè đó, bên đó học sinh người ta nghỉ nhiều quá, xong người ta cũng đem con cái người ta về Việt Nam. Cho nên năm lại bây là còn người thay đổi nhau rồi đi. Đi trời một giờ. Sáu giờ tháng 10 đi. Anh đang là chuyện gì bên ngoài đấy, là bên là bà chuyện gì.
hỏi bên gì nó không, không nói được nhiều, nó không biết nhiều, cho nên chơi là cần gì thì nói thôi chứ cũng hả? Anh nói được gì nhiều không hả? Bao nhiêu lần bà nội thì nói được gì? Hỏi hỏi bà ăn cơm chưa? Bà ăn cơm chưa? Chưa. Bà trên cơ hội bà có đói không? Bà đói không? À. Con mua cái gì? Cũng sắp thế này đi, mua ít đồ đạc qua cho người ta, với lại mua đồ lắm vẫn ăn. Mua đi mua cho Nam mấy bộ đồ ngủ nữa. Đồ ngủ giày á. Đồ ngủ nhìn à, nhìn tivi hả? Để lấy cái ấy rồi bấm cho. Để cái bấm tivi kìa. Bấm tivi cho bà. Dạ. Để nó lấy cho. Đó, phải phải kìa được phải. Ủa đâu phải không? Mẹ bỏ trong tù rồi, mẹ trừng đẳng cấp lên, mẹ cái chân mẹ cái rồi, để mẹ không có, tôi mua đẩy lên kia. Ủa đây cũng có hả? Mẹ bây giờ cấp trong trường, mẹ đẩy mua mẹ mất 200 bạc. Con đi, bây giờ cấp trong bạc nha. Con đi. Từ từ, để bà nội lấy cái nhau bỏ cái đi. Tống. Con cơm thì bà cho ăn cơm. Hôm nay ăn cơm không? Sáng không? Trước khi đi cho tiễn sáng xong rồi vào đây. Về bà nội cho tiền. Ấm đây nè. Mẹ cho nói sao? Cảm ơn ba. Nói gì? Nói mà nội. Mặt này. Chuyện kịch nhanh ha. Ha. Nói đẹp. Nhỏ có mấy tờ? Gì cơ? Đấy, cô đến đây đi. Không phải bỏ giỏ kìa, bỏ giỏ thôi. Đi mai mốt. Bỏ giỏ đó. Ừ, đi. Thôi đứng đâu ông chụp đi. Con chạy ra đó, con chạy lại kia, bỏ giỏ đi nè. Cầm cái này lại. Ở đúng rồi, anh chụp hình cho bà nội đi, đúng rồi. Đấy. Chụp hình đi. Là, từ, anh, dẫn qua cái chụp được chưa? Chụp không? Chụp bên này. Bấm. Trời. Trời, nó chụp được cho ba mẹ nó nữa. Đẹp không? Trời, nó thấy mình phải người nó nhon nhon gì chứ. Chủ yếu nó khỏe mạnh là được rồi. Ừ. Đây đây, khi nó chụp hình. Từ. Đứng lại ghi chụp hình tư với mẹ đi. Ê. Đừng có liên nó rung má. Chụp hình đi. Đừng xích ra hơi cãi nó. Rồi. Thấy mặt không? Hả? Dạ. Anh. Đâu rồi, nhanh đi. Trời ơi. Trời ơi, dữ quá. Là dữ quá. Là chụp hình được luôn hả? Chết rồi. Yeah, đẹp gái đó ta. Dạ, nó chỉ khi là nó ngủ thì nó gây thế. Còn khi mà nó bình thường nó giỡn á. Yeah.
Con chạy ra ngoài đi. Cái gì? Gì? Có chân té. Chụp đi, chụp bóng kìa. Ai lắm. Ta đi vô nhà, đi vô nhà, đi. Đi vô. Có mình à? Đúng rồi, tầm mấy ngoài. Chứ nó đừng ra đường không? Nó đóng cửa rồi, đâu có ra đường được. Chứ có ngày cà chốt không? Chứ có nóng ra đường rồi. Ừ, nóng ra đường rồi đâu. Đó, đó, đó. Một tiền, giờ khi cô thầy đi về nên cũng quá một tiền. À. À, đi lại chỗ bà. Đứng ở bà hát đi. Không khóc đi, không khóc đi. Rồi hắn coi bé đi. Bà bỏ bé bé từ đầu con đi đi trường nào, đi đi đúng rồi, khi đi em hỏi. Khi đi em hỏi. Khi đi em hỏi. À, anh Phan đi, từ anh Phan đi rồi, anh Phan lại. Em hỏi vì gì em đọc vì em đốt đi vì yêu không nè giỏi không bạn bắt kim thang đi bắt kim thang bắt kim thang thằng em cột qua kẹo cột cô ra đầu và đầu và kẹo con con nghe hỏi này con hỏi mọi người hay không, hỏi nội nội đi con hát hay không, nói con hát hay không, nói cho đàng, nói cho đàng hoàng. Na 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 nghe nè. Để hôn mình hôn cái đi, mày quay phim không? Đi nhanh. Hôn cái đã không có bữa đăng hay này đi. Hôn tình cảm nha. Hôn tình cảm. Ồ, ồ. Giỏi. Hôn lại đi tìm chụp hình. Chụp hình, đúng rồi, chụp hình đẹp, đúng rồi. Hôn tình cảm, chụp hình đẹp, đúng rồi. Từ từ, đợi, 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 đợi. 1, 2, 3. Giỏi quá ta. Đang ngoan quá. Ừ. Ừ. Ừ, ít nói lắm. Mẹ đỡ hơn. Dạo này cũng đỡ đỡ rồi, nói tiếng Việt cũng hơi được xíu xíu. Hình đúng rồi. Không có ra đường nha con. Không có đi ra đường nha, chưa xe á.